Henry xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Henry cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã chọn xem video clip của Henry trong hàng ngàn hàng vạn video clip ngoài kia. Thì hôm nay Henry đang có mặt ngay chỗ khu vực quận 3, ngay chợ Vườn Chuối đây. Một trong những cái ngôi chợ lâu đời vẫn rất là nổi tiếng ngay khu vực quận 3 này. Đây thì buổi sáng thì xe cũng đông, nhưng mà không biết là cái lượng khách ở trong như thế nào. Nhìn vào cảnh chợ Vườn Chuối thì cả nhà mình thấy đấy, gần như là ở đây thì sáng mình nhìn là ở trong thì đi thấy cũng có gọi là khá nhiều rồi, khá nhiều cái sạp người ta đóng cửa ở phía bên trong. Thì không biết là như thế nào. Thì bây giờ thì Ri sẽ mời gia đình chúng ta tham quan một đoạn xung quanh ở đây. Lưu lượng xe thì buổi sáng ngày hôm nay thì đi thấy là cũng khá là đông xe qua lại đây, khu vực này. Và bên đây đối diện bên chợ Vườn Chuối thì có cà phê Muối Chú Long và hai mặt bằng luôn ha, hai cái quán luôn, một lô gốc và kế một bên. Thì vào cái giai đoạn cận Tết năm 2023 rồi, phải nói là tình hình kinh tế thì cũng chưa có gì gọi là chuyển biến mạnh, vẫn còn cái sự suy thoái cũng như là ế ẩm và phá sản rất là nhiều. Nhưng ở đây cà phê Muối Chú Long là một cái hình ảnh đẹp, kể cả cho giới trẻ cũng như những cái cô chú gọi là trung niên, cao niên. Với một cái tuổi 57, chú Long khởi nghiệp thành công cà phê muối, trải qua khá là nhiều lần thất bại, nợ nần, và chú Long không bỏ cuộc. Rốt cuộc là với những cái món cà phê bình thường thôi thì để pha một ít muối vào thì rất là nhiều người làm rồi, không phải là mới. Nhưng ở đây chú Long đã tạo ra một màu sắc mới, một cái hình tượng mới, làm cho cà phê muối phải nói là nổi tiếng khắp Sài Gòn, cũng như là nổi tiếng khắp cái khu vực gọi là miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên luôn. Đây là một điều rất là tuyệt vời mà Ri muốn truyền tải cái thông điệp đến đại gia đình chúng ta. Thì hôm nay Ri sẽ mời gia đình chúng ta đi vào, đi xung quanh ha, chợ Vườn Chuối. Tại vì ở bên trong chợ thì Ri thấy cũng khá là vắng rồi. Bây giờ thì Ri sẽ mời gia đình chúng ta đi xung quanh cái chợ xem như thế nào. Đó thì vào chợ thì vào những cái dịp trước á, cả nhà mình thấy là vào chợ thì vàng đồ thì bán khách bu đông mua, bây giờ thì vàng không ai mua nữa. Tại vì bây giờ mà mua vàng, mà vàng miếng SJC là phải mua một cây là lỗ liền 3 triệu rồi. Giả sử bây giờ cái giá vàng là nó khoảng 74 triệu, nhưng mà tiệm vàng người ta bán ra, còn tiệm vàng người ta mua vào chỉ 71 triệu một lượng thôi. Coi như mình mua, vừa mua là mình lỗ hết 3 triệu rồi. Đó thì nhìn xung quanh chợ buổi sáng mà cả nhà mình thấy đây, khá là vắng rồi ha. Tình hình thì nhìn đây, chợ là gần như là không có người luôn. Rất tội cho bà con. Ở đây thì có những cái sạp người ta cũng đóng cửa rồi. Đó thì vào một buổi sáng mà nhìn chợ nó vắng như vậy thì cũng rất là tội luôn. Không biết là như thế nào. Thì để Ri sẽ đi ha. Đi vào bên trong để gia đình chúng ta xem chợ ở đây ra sao. Đây, xung quanh nhìn thì cũng có vài tiệm ha, vài tiệm vàng ở đây. Cả nhà mình thấy là ở phía trước này có tiệm vàng, phía trong này thì người ta đóng cửa quá trời. Đó thì để suy một vòng luôn, bên trong này nữa thì cũng đóng cửa khá là nhiều luôn. Gần như là chợ rất là vắng ha, nhiều chỗ đóng cửa quá rồi. Cho nên là đi vào chợ gia đình chúng ta mới thấy được cái cảnh mà buôn bán khó khăn của bà con hay cái dịp Tết như thế này đấy. Hàng thời trang thì đầy ắp như thế này, mà bây giờ thì phải nói là mỏi mắt luôn, tìm không ra khách. Chợ mà Ri không thể tin được luôn, chợ mà đi buổi sáng mà vắng như thế này, vắng như buổi trưa buổi chiều luôn thì không biết như thế nào. Ở đây thì nhìn xung quanh đó, cái nhà mình thấy là người đi chợ rất là ít. Không biết cái đoạn trên đầu chợ như thế này thì cái đoạn cuối chợ như thế nào. Kể cả hàng ăn đây, bún thịt nướng này, cũng không thấy người ngồi ăn ha. Có gì lại ngồi, có gì đứng mua đấy. Nó quá trời hàng, quá Tết luôn. Đây, quá trời luôn. Cả nhà mình thấy là trùng trùng điệp điệp luôn ha. Kẹp tóc đồ, những cái đồ mà trang sức cho các chị đấy. Nhưng mà bây giờ nhìn suốt luôn không thấy gì hết. Phải nói là năm nay cũng là một cái năm kinh tế buồn, một cái năm mà
tiểu thương phải nói là điêu đứng luôn, nhiều người phải nói là bỏ sạp, đóng cửa bỏ chạy, vỡ nợ luôn. Còn thật sự mà nói tiểu thương mà ở trong các chợ truyền thống mà năm nay mà ai còn trụ được là mừng rồi, là coi như là may mắn rồi đó. Chứ bây giờ là đa số luôn, buổi sáng mà mình vào con chợ thì mình còn thấy cái tình cảnh này đây, vắng như thế này, thì bây giờ thì coi như là cả ngày coi như là cả ngày luôn ha, sẽ không buôn bán được gì hết đó. Bây giờ thì tiền thì bỏ ra hàng trăm triệu hàng tỷ để mua cái sạp ở đây rồi để buôn bán kinh doanh, nhiều khi là có nhiều đời rồi, đi từ làm từ đời này sang đời khác luôn, đời cha mẹ làm rồi truyền lại cho đời con, nhiều khi cả đời cháu nữa. Mà bây giờ thì mình thấy đó, cái cảnh nó vắng thế như thế này đây, kinh doanh kể cả hàng thời trang ha, ăn uống rồi hàng tạp hóa đó, thì cũng đều vắng đều như nhau này. Kể cả những cái góp này mình thấy là không thấy người luôn đó, thì bỏ vốn rất là nhiều vô đây nhưng mà bây giờ thì gần như là không kinh doanh được gì hết đó, thì đủ thứ ha, đủ mặt hàng luôn đây đó. Đi một vòng để gia đình chúng ta cảm nhận là cái cuộc sống, tình hình kinh doanh buôn bán của bà con tiểu thương ở khu vực này hiện tại thì như thế nào. Đây càng đi thì mình thấy càng vắng rồi. Trước đây thì chợ Vườn Chuối là một trong những cái ngôi chợ rất là nổi tiếng ở khu vực quận 3 này, bán rất là nhiều hàng hóa chen chân vào luôn. Còn bây giờ thì phải nói là bây giờ thì tình trạng ở các chợ truyền thống này chỉ thấy người bán là đa số, người mua thì rất là ít luôn. Nó vào bên trong thì cả nhà mình thấy bỏ trống hết rồi, đây bên trong gần như là vắng hết rồi, bỏ hoang hết rồi. Leo hoe người ta chỉ bán vòng vòng chợ đấy, rau củ quả, nhưng mà sáng mình thấy gần như là còn đầy hết luôn. Người mua thì đi xách là cái bịch nhỏ đây. Chúng ta để ý người đi chợ đi, có người thì có mua, còn có người thì không mua luôn, và họ đi mua đồ thì họ xách lần có cái bịch nhỏ cho nên là cầm cái bịch ni lông đó mua vội cái gì đó thôi. Chứ bây giờ thì gần như luôn là cái việc buôn bán đây quá trời luôn, ở trong thì coi như là vắng te tua tơi tả hết rồi. Rất là nhiều hướng ha, kể cả hướng này những cái con hẻm mà trước đây đông nườm nượp thì bây giờ thì cũng vắng đều như nhau luôn đó. Thì chợ mà gia đình chúng ta thấy là xe có thể chạy luồn tuôn thoải mái như thế này thì cũng đủ hiểu là bây giờ chợ vắng như thế nào rồi. Đây càng đi thì càng thấm, tình hình thì càng ngày càng căng rồi. Vắng mà vắng dữ luôn chứ không phải vắng bình thường nữa. Coi như là các dì, các cô mà buôn bán ở đây coi như là bây giờ là không lỗ vốn là may lắm rồi. Chứ mà bây giờ mà nói lời để làm ăn, để khá giả nữa gần như là rất là khó. Đó thì đây, cả nhà mình thấy nè, le hoe lâu lâu mới thấy được là một vài người đã ghé vô đã mua đồ thôi, còn lại là tất cả mình thấy vắng cực kỳ đó. Hàng quá gần như là còn nguyên hết nè. Đây thì có cái sạp rau của anh quá trời luôn, đầy luôn ha. Rồi mình để cô cái chị mua là lần nhúm con chút rồi, cái bịch nhỏ thôi. Cho nên là bây giờ phải nói là bán vậy thì biết chừng nào mới đủ vốn, biết nào mới đủ sở hội. Nhưng mà công việc mình vậy thì không làm thì biết sao bây giờ, làm gì bây giờ. Thời điểm khó khăn bây giờ thì gần như luôn người bán gọi là nhiều người ta cũng chạy ra bán, ta cạnh tranh nữa. Ví dụ như bây giờ một cái anh chị nào đó người ta thất nghiệp, làm công ty, văn phòng hay công nhân thất nghiệp, bây giờ cận Tết rồi là không có xin được việc làm đâu. Thời buổi này xin việc rất là khó. Rồi như vậy thì để mà bám trụ lực Sài Gòn này gần như là bây giờ phải lao động tự do, là kiếm cái gì đó có vốn vài ba triệu hay vài chục triệu, vài trăm triệu gì đó, người ta sẽ mở cái gì đó kinh doanh, tùy theo cái sở trường của mỗi người. Có thể là bán sữa, cá viên chiên, ăn vặt, hay là bán nước mía, hay là lấy những cái sạp rau hay trái cây này về người ta bán đây. Và gia đình chúng ta thấy bán như vậy thì cái khả năng mà mất vốn là gần như là 100% rồi. Chỉ gọi là lây lớt sống qua ngày thôi, bỏ vốn ra để mong được lây lớt sống qua ngày thôi. Nhưng mà điều đó cũng rất là khó khăn khi mà tình hình bây giờ là người bán thì gọi là mình nhìn cái chợ đi,
toàn là người bán hết, không thấy người mua. Làm ăn kinh doanh như thế này thì cái tỷ lệ mà cung đã vượt cầu quá xa rồi. Giả sử như cái sức cung là 100% mà sức cầu bây giờ là chưa được 50%, khoảng 40% thôi. Tức là bây giờ 100 người bán thì khoảng 40 người mua thôi. Tỷ lệ nó thấp như thế đó. Thành ra là bây giờ thì bán rất là khó luôn. Và hơn nữa thì tội nhất là cho các dì các chị đi bán những hàng rau củ quả nè, thịt cá nè, những cái hàng này thì nó mau hư, nó không để lâu được. Để hôm trước qua hôm sau là không được, là thấy hàng gần như là mất giá rồi, gần như bán tháo lỗ rồi. Cho nên là nhiều khi gặp cái thời tiết nào nó chuyển mình hay gặp cái gì đó thì các dì các chị rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị mất vốn, rất tội cho các dì các chị luôn đó. Thì từ ở chỗ chợ vườn chuối, ngay chỗ khu vực chợ, rồi nhà lồng chợ, rồi đi ven theo khu vực ven chợ đấy, thì ở Sài Gòn hay là ở bất cứ nơi đâu, nơi chợ đất nước Việt Nam chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy một cái hiện tượng đó là chợ truyền thống, chỗ nào có chợ là những cái khu vực xung quanh nó ăn theo rất là nhiều. Giả sử như chợ Tân Bình đi, gia đình chúng ta nói chợ Tân Bình thì chuyên bỏ sỉ quần áo đi, nhưng mà xung quanh chợ và những cái con đường nhỏ mà xung quanh chợ người ta bán, cái số lượng còn nhiều hơn trong chợ Tân Bình nữa. Đó là cái việc mà ăn theo, khi làm ăn được thì người ta ăn theo rất là nhiều đó. Thì mình đi cả con đường mình thấy các dì các cô bán, nhưng mà gần như luôn là không ai bán được gì hết. Đây mình thấy mứt dừa, thấy mứt dừa như là thấy xuân về rồi. Nhớ hồi lúc mà còn nhỏ nhỏ, lúc nhỏ nhỏ thì Tết là mừng lắm, ham Tết lắm. Rồi phụ chị nè, phụ mẹ cạo dừa ra, cái dừa rám đó, cái dừa mà cơm dẻo dẻo đó, rồi bào ra, rồi ngâm nước cho sạch, rồi xong đó là ướp đường. Ướp đường thì người ta ướp khoảng 10 tiếng, 12 tiếng, tức là khoảng qua đêm. Qua đêm thì người ta sẽ sơn, bắt lên chảo, mở lửa nhỏ và đảo đều như vậy. Khi nào mứng mứt nó bông lên những cái bông trắng trắng đó, là đường nó bông lên đó, là coi như là vừa ăn, rất là ngon luôn. Vừa ngọt, vừa thơm, vừa béo của mùi nước dừa nữa. Cho nên là ngày xưa mà nghe nói Tết là mừng lắm. Cái mùa đó mà được làm mứt dừa nè, rồi lụm những cái trái cha khô, cái cha ra trái đó. Tại vì thời đó là quá khổ, không có tiền mua than đâu để mà nướng bánh bông lan, thì phải mụn những cái cha khô đó để đốt thành lửa than rồi nướng bánh bông lan, nhưng mà rất là ngon luôn. Tết mới được ăn những món đó. Kể cả những nhà mình thấy là người dân ở quê thì cuộc sống bình dị, nhưng mà cũng phải nói là thiếu thốn trăm bề. Ri còn nhớ hồi lúc nhỏ là cái bí rợ đó, thì hầm nước dừa có bỏ bột phai rồi nước cốt dừa. Nhưng mà những cái món đó thì ngày thường là sẽ không bao giờ ăn được, trừ khi là có đám giỗ rồi thì nhà mới nấu được những cái món đó để mới có mà ăn. Cho nên là rất là ngon nha. Mỗi lần ăn được cái món mà bí đỏ mà hầm dừa một bán một khoai, trời ơi, nó ngon không thể tả luôn đó. Thì bây giờ gia đình chúng ta thấy đó, cuộc sống càng ngày càng đầy đủ rồi, đất nước càng ngày càng phát triển, đời sống người dân cũng càng ngày càng nâng cao. Thì bây giờ thì những cái món mà cực kỳ yêu thích và cực kỳ mong đợi đó, thì đến cái thời điểm hiện tại gần như là gia đình chúng ta thấy là ăn vô thì mình cảm thấy là ngán ngậy, không dám ăn nữa. Nhìn thấy cái mùi ngọt, mùi béo mình ngán rồi. Nhưng mà cái thời điểm trước đây khoảng mười mấy năm, 20 năm, thì cả nhà mình thấy là đó là một cái món gọi là đặc sản luôn. Chỉ có những cái tiệc đồ, đám giỗ đồ mới được ăn thôi, chứ bình thường là sẽ không có để mà ăn. Không có tiền để mà mua đường, mua bột khoai, bột bán để về nấu đâu. Mặc dù nhà thì ở đồng quê thì dừa đâu có trồng sẵn, nước cốt dừa thì có, nhưng mà những cái gì mà bỏ tiền ra mua thì gần như rất là khó khăn đối với bà con, đặc biệt là những người ở vùng quê, vùng sâu vùng xa làm nông nghiệp. Thì bây giờ gia đình chúng ta thấy rồi, gần như luôn ha, đi giáp cái chợ vườn chuối luôn nè, cả nhà mình thấy là cuộc sống bây giờ nó eo xèo vô cùng, mua bán thì thiếu thốn từ chút luôn. Bây giờ đi đã ra chỗ giao lộ rồi đấy,
giao lộ của Điện Biên Phủ đi. Thì clip em Ri đến đây cũng xin tạm dừng. Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.